Ngày 25 tháng 11, Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tiến hành điều tra vụ 3 đối tượng chặt phá cây rừng tự nhiên, được nghi là loại cây kiền kiền, được xếp vào nhóm 2 trong danh sách cây gỗ ở Việt Nam cần được bảo tồn. Trước đó, vào ngày 21 tháng 11, trong quá trình tuần tra tại tiểu khu 80 rừng phòng hộ thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, lực lượng Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã phát hiện 3 đối tượng đang chặt phá cây rừng nên tiến hành khống chế bắt giữ được 2 đối tượng là Nguyễn Văn Dất, 36 tuổi và Lê Thanh Tuấn, 48 tuổi, cùng tạm trú tại thành phố Phú Quốc. Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng này đang dùng máy cưa và rửa sắt chặt phá cây rừng. Qua kiểm tra tại hiện trường có 4 cây gỗ tròn bị chặt hạ, nghi là cây kiền kiền với chiều dài mỗi cây hơn 10 mét. Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 2 đối tượng trên, đồng thời giám định loại cây bị chặt phá để xử lý theo quy định của pháp luật.